Xin chào khán giả của Tuổi Trẻ Online. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một chuyên đề rất là bình thường thôi ạ. Phụ huynh sẽ tập cùng với con tại nhà bằng các cái động tác trung tâm thể dục bằng tâm đã hướng dẫn ở các số trước. Và hôm nay phụ huynh sẽ tập với con như thế nào để mẹ khỏe, con vui và cả nhà hạnh phúc cùng trung tâm thể dục bằng tâm. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chào con trai. Con có thể nói cho cô biết là ở lớp thì các con sẽ được học rửa tay như thế nào nào? Thế nào nào? Mình sẽ rửa tay thế này đúng không? Dạ. Bây giờ thôi mình sẽ gọi là mẹ con nha. Dạ. Nói sự thật là mẹ con nha. Dạ. Đúng không? Ở lớp thì con sẽ rửa tay thế nào? Bây giờ con sẽ dạy mẹ rửa tay nè. Rửa tay nè. Rồi xong làm sao nữa nào? Chúng ta sẽ cùng khởi động để một lát nữa mẹ với con sẽ cùng chơi một trò chơi nha. Và con sẽ được biểu diễn những gì mà con thấy thích thú. Rồi, con sẽ làm gì tiếp theo cho bài khởi động nè? À, bài khởi động thế này đúng không? Rồi, con có được học nhạc cụ nào không? Dạ có. Rồi, con học nhạc cụ nào? Học trống. Ồ, thế thì trống thì có cần phải khởi động không nào? Không. À, trống không khởi động thì mình sẽ phải đánh tay như thế nào? Con có thể đá, đấy như thế này cũng là động tác khởi động này. Đây là sẽ là khởi động cho tay. À, đánh bằng cổ tay. Vậy thì mình sẽ khởi động cổ tay thế nào? À, động tác khởi động cổ tay. Rồi, thông thường thì con thích đá bóng không nào? Thường buổi sáng khi mà hai mẹ con đá bóng thì con sẽ khởi động những động tác nào? Xoay cổ tay, cổ chân. Vừa mình cổ tay rồi mình sẽ từ cổ tay mình tới đến động tác nào tiếp theo nào? Rồi, xoay tay nữa rồi. Rồi qua cả động tác xoay tay thì chúng ta sẽ làm gì nào? À, bật cổ vũ như thế nào? Bật như này. Thông thường con sẽ làm bao nhiêu lần nhỉ? Dạ, làm 12 lần. Làm 100 lần. Vậy con sẽ làm nhá. Rồi mẹ sẽ đếm cho con 12 lần nhá. Rồi bắt đầu 12 lần. Rồi bắt đầu đếm to. Và chúng ta sẽ tạo cho bé một cái việc tự nhiên bằng cái việc quan sát các hoạt động đơn giản hàng ngày. Thì đối với bé nhỏ đây 6 tuổi thì bé sẽ cảm thấy những cái vận động đơn giản hàng ngày trở thành cái hoạt động mà khởi động thì sẽ thú vị hơn và nó không có bị nhàm chán, cũng không như bị khó khăn đối với cái việc bé phải ép mình làm theo một cái khuôn khổ. Rồi, con mệt chưa? Dạ rồi. Rồi, tới lượt mẹ làm đúng không? Con sẽ đếm nha, con sẽ đếm to nha. Rồi sẽ đứng tại chỗ mở vai ra thế này, tay đan lên cao thế này. Rồi giữ cố định như thế này. Rồi con quan sát mẹ đếm to cho mẹ 20 lần nha. Rồi sẵn sàng chưa nào? Con đếm nha. Rồi bắt đầu. Con phải bắt đầu thì mẹ mới tập chứ. Rồi bắt đầu nào. Nhìn mẹ nào, đếm 12 nha. Rồi con đếm đi, bắt đầu. 1 2 3. Là bé 6 tuổi thì đang phải giai đoạn là học số. Và việc quan sát đến cho mẹ thì cũng sẽ rất là dễ dàng cho bé học số. Và lại còn gắn kết được với tư thế đứng tại chỗ của bé thì làm cho cơ thể bé được định hình tốt hơn. Và đồng thời cả mẹ cũng sẽ thon gọn hơn. 17 18 19 20. Rồi, may quá mẹ chưa mệt lắm. Rồi, bây giờ tiếp theo đến động tác gì nào? Con thích biểu diễn một động tác gì đặc biệt để cho mẹ cảm thấy mẹ thích tập không? Rồi, mẹ thấy con biểu diễn động tác gì mà đặc biệt nào? Wow! Rồi, lại một lần nữa sang bên này cho cân đối nha. Rồi, con có sao không? Rồi, những cái động tác như vậy thì chúng ta phải cần ở bên cạnh bé vì bé đã có cái quá trình tập luyện. Và bé là con của kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng nên là có sẵn cái khiếu hài hước và cũng giống như là cái năng khiếu vận động. Nhưng đối với các bé ở nhà thì mình sẽ lên cân nhắc. Nếu với cái việc tập luyện thường xuyên thì bé có thể cải thiện được và làm được một số cái động tác khó. Và đó cũng là một cái việc mà tạo cho bé cái mục đích để bé tiến tới. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm gì nhỉ? Con muốn cao không? Con muốn cao thì phải đứng cao nào. Rồi bây giờ hai mẹ con mình sẽ chạy tới đập tay nhau và để vươn tới cao hơn thế này. Rồi sẵn sàng nhá. 10 lần. 10 lần các bạn. Bé 6 tuổi, bé trai có sự tập luyện. Rồi sẵn sàng. 1. Tiếp nào. 2. Cao lên đúng không? Rồi. 3. Rồi đến đây thôi, con sẽ chỉ chạy tới đây thôi. Và sẽ đặt tay ở đây nào.
Rồi, không tới rồi, lùi lại nào. Rồi, từ đây. Rồi, từ đây nha. Rồi, chạy nha. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng tại chỗ, mẹ sẽ giúp con cao hơn này. Rồi, con đứng tại chỗ thế này. Đưa tay lên nha. Sẵn sàng đập chưa? 1, 2, 3. Rồi, bật lên. Rồi, lại nha. 1, 2, 3. Ôi, tiếp nào. 1, 2, 3. À, nhảy thêm một lần nữa nha. Sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ mình còn 10 lần nữa nào. Nào, mình sẽ chạy như thế và dừng hai chân ở đây. Mất đà rồi. Rồi, mình sẽ đứng tại chỗ thì mình động tác này sẽ đứng tại chỗ và dễ dễ hơn. Rồi. Nhưng mà không có lạm dụng ôm nữa. Nào, chúng ta sẽ phải tập 10 lần sau đó mình mẹ sẽ bế. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Đứng tại chỗ nha. Rồi, bắt đầu. Rồi, 1. Không ôm. Không, không có ôm nữa, mình phải tập xong rồi mình ôm tiếp nha. Rồi, chạy tiếp nào. Rồi, bây giờ con sẽ đi lại thở và con sẽ đứng rồi tới lượt mẹ làm nha. Rồi, con sẽ đứng tại chỗ nha. Rồi, với cái độ cao như thế này thì làm sao ạ? Đối với bé lớn hơn thì chúng ta sẽ có thể cái mức chạm này ở cái phần thân hoặc là phần bụng. Rồi, bây giờ con sẽ đứng cố định, vươn người. Và động tác này phụ huynh ghi nhớ là sẽ giúp cho bé định hình được cái tư thế đẹp hơn và các cái phần cơ được cân đối. Rồi, mẹ sẽ... Bây giờ mẹ sẽ sẵn sàng cho 20 lần và con sẽ đếm. Con có học tiếng Anh không nào? Rồi, con sẽ đếm bằng tiếng Anh. Rồi, sẵn sàng chưa? Có mà con. Hả? Đếm không được. Con đếm được mà, con đếm lại đi. Đếm ngược số nào thì đếm đi. Nha, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5. À, tay cao lên nào. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. May quá con. May quá con muốn học tới chuyện thi ăn thì đến nữa thì chắc là mẹ sẽ không có thở được. Và cái việc khuyến khích bé thể hiện ra những cái điều đã học bằng cái cuộc sống hàng ngày thì sẽ gắn bó hơn và bé thấy cái lợi ích của cái việc học sẽ dễ dàng hơn để truyền tải. Bé ghi nhớ sâu hơn thì có cái tính ứng dụng và thực tế. Rồi. Rồi, con trai bây giờ chúng ta sẽ tập tiếp theo cho phần cơ bụng. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngồi xuống nha. Và rất là nhiều động tác cơ bụng đã được giới thiệu rất nhiều trong các số trước. Nhưng tập với bé thì thế nào ạ? Rồi, con có muốn làm máy bay không? Bây giờ con sẽ, đây là cái sân bay. Và con sẽ nằm lên chân. Ok. Rồi, sẵn sàng nha. Và sau đó thì con sẽ làm gì với mẹ nào? Nhấc chân lên. Nhấc chân lên đúng không? Phải chống tay này. Dạ. Ôm chặt nha. Dạ. Ôi, nặng quá. Nặng không thể lên được. Vậy bây giờ thì chính vì vậy nên là mình phải tập cho chân nó khỏe này. Rồi tập cho nó tay nó khỏe. Vậy mẹ, rồi mẹ sẽ giữ chân cho con. Và con sẽ ngả người xuống ạ. À. Rồi các bé sẽ ngả người xuống và đưa một điểm để bé có thể chạm tới. Rồi. 2, 3. Và các cậu bé thì thường thích xem gì? Con thích xem phim hoạt hình gì? Rồi lên tiếp nào. Cartoon Network. Cartoon Network là tên phim hoạt hình mà con thích. Con thích nhất là bắn súng nè. Các cậu con trai thì thích bắn súng. Còn các cô bé gái thì sẽ thích một phim hoạt hình liên quan tới công chúa. Và nhân vật nào con thích nhất nào? Bộ đội. À, bộ đội. Con nhân vật nào nữa nào? Rồi, hãy gợi cho bé tới những điều bé thích. 10 nhân vật là sẽ đủ số lần thực hiện 10 lần cho bé. Rồi, bây giờ con có thể nghỉ nhá. Và con sẽ đếm cho mẹ. Con nghĩ ra 10 nhân vật nha. Dạ. Rồi, mẹ sẽ làm gì với con? Mẹ sẽ chạm vào đâu? Vào tay. À, vào tay nè. Một. Mẹ thích gì? mẹ thích con. Rồi. Và cái việc này thì cả phụ huynh và cả bé có thể tương tác với nhau và gần gũi hơn với nhau. Và cái việc mà theo dõi sức khỏe cho các bé nó cũng sẽ gần gũi hơn. Và mình kiểm soát được bé đang tiến bộ như thế nào.
Và tại trung tâm thể dục bằng tâm thì giáo viên theo dõi các bé hàng ngày để điều chỉnh cái lượng vận động cũng như kiểm tra về vấn đề về tâm lý của bé, em bé có bị ảnh hưởng bởi đi học căng thẳng hay có những vấn đề gì ở nhà, và sẽ đưa ra cái phương pháp gợi cho bé sự hứng thú và cũng như là cái lượng vận động phù hợp với cái thể trạng hiện tại của bé. Rồi con đếm cho mẹ tới bao nhiêu rồi? 20. Rồi 20 rồi, mẹ cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bài tập khác nha. Dạ. Rồi con thích làm bài gì tiếp theo nào? Con sẽ nghĩ tới bài gì nào? Chúng ta còn tập bài gì nào? À, đây là một cái bài giãn cơ. Và ở lớp thì các bé đó sau khi mà đã tập những bài tập chính xong thì luôn luôn là một cái phần thả lỏng để cho động tác thư giãn các cái nhóm cơ cũng như là cái nhịp tim được hạ xuống, đồng thời cho cơ thể được thư giãn tốt nhất để chuẩn bị cho cái trước khi cái giờ mà mình nghỉ hoặc là sau tới cái giờ ăn. Và chúng ta sẽ cùng nhau gập sâu xuống đúng không con? Rồi còn động tác gì tiếp theo nữa? Bò về phía trước. Rồi sẽ phần giãn phần cơ lưng đúng không? Rồi động tác tiếp theo à? Làm và chúng ta sẽ thực hiện lại 10 lần. Rồi chúng ta sẽ cùng làm 10 lần. Và cái phần tư thế của các bé thì cần phải mở hai cái phần vai. Rồi đứng thẳng. Rồi làm tiếp ạ. Rồi cái phần đầu gối giữ thẳng và ép xuống, và phần vai được mở rộng, như vậy sẽ căng được cơ bụng. Đồng thời cái phần cơ lưng cũng sẽ rất là tốt nếu như mà bé phải trong tư thế ngồi khom người nhiều. Rồi, còn gì nữa nè? Bật cổ vũ. Không, bật cổ vũ là bài tập. Rồi, còn bài thả lỏng thế này nữa đúng không? Rồi, và đây là cái bài thả lỏng chắc là đối với bé này chắc là bé thích nhất. Rồi, con sẽ nhảy lên nha. Rồi, sẵn sàng. Một, sẵn sàng chưa? Rồi, một, hai, ba. Rồi, động tác này nữa nha. Một, hai, ba. Rồi đây có nghĩa lẽ là cái bài mà tập mà bé thích nhất. Bé sẽ được đung đưa và toàn thân bé thả lỏng. Và bé luôn luôn có một cái cảm giác mạnh là thích thú thế này. Và quay ngược lại như thế này. Và quay thêm như thế này. Và tất cả những em bé thì sẽ đều có thích tương tác với mẹ, dù ở mọi độ tuổi. Và càng sớm chúng ta tương tác với bé sớm thì có sự gắn kết, có quá trình. Và khi bé trưởng thành, bé ở trong giai đoạn khó khăn nhất là tuổi dậy thì sẽ luôn luôn biết tìm cách chia sẻ và gắn bó với ai để bé có thể cân đối được tâm sinh lý. Rồi, chúc các bạn có một niềm vui ngoài vận động cơ thể khỏe đẹp và có sự gắn kết để mang tới niềm vui trong cuộc sống gia đình. Tới đây các bài tập đã kết thúc, và các quý phụ huynh thì thấy thế nào ạ? Rất là vui vẻ khi mẹ với con cùng tập với nhau. Chỉ 15 phút hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả về sức khỏe, về tinh thần và gắn kết mẹ con nhiều hơn. Chúc các bạn khỏe hơn và luôn luôn tập luyện một cách tích cực.